Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể đạo tràng hiện diện. Kính bạch toàn thể đại chúng, trong các loài sư tử được xem là chúa tể sơn lâm, và tiếng gống của sư tử được xem là mạnh hơn hết. Chính vì thế trong kinh tạng, tiếng rống của sư tử được xem là tiếng rống của chánh pháp. Và trong tất cả các công đức thì công đức bố thí pháp được xem là công đức hàng đầu.
Chính vì thế là một người con Phật, tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh luôn là tâm nguyện mà người con Phật ấp ủ duy trì. Đúng hẹn lại lên, chùa Phật bảo chúng ta vào lúc 7 giờ sáng. Toàn thể quý vị Phật tử lại trở về câu hội đông đủ để cùng nhau tu tập khóa tu thực hành tại chùa Phật bảo này. Và cũng khóa tu này, Hòa Thượng chủ trì lại cung thỉnh chư vị giảng sư trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh về đây để chia sẻ những lời dạy của Đức Phật nhằm thiết lập an lạc nội tâm, xóa bỏ những nỗi khổ niềm đau nơi chính mình. Và buổi sáng hôm nay chúng ta thật sự vinh hạnh được cung đón Đại Đức Thích Quang Thạnh, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam. Một lần nữa quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt. Kính bạch Thầy, trải qua những năm tháng tu học tại ngôi chùa này, toàn thể quý Phật tử chúng con đã được tưới tẩm những hạt giống an lạc và giải thoát từ các vị giảng sư, giảng viên của Học viện Phật giáo cũng như giảng sư Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và buổi pháp thoại hôm nay, giờ này tất cả Phật tử chúng con đã lắng lòng trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thầy từ bi hoan hỷ ban bố pháp màu để toàn thể Phật tử chúng con buổi sáng hôm nay được thật nhiều công đức, thật nhiều an lạc và thật nhiều sự thanh tịnh nơi tâm hồn. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thầy. Nam mô Hoàng Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mấy bạch Hòa Thượng, viện chủ chùa Pháp Bảo, Phật Bảo. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng khóa tu hôm nay. Trước hết thì con xin vấn an sức khỏe đến Hòa Thượng cùng chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Tự. Thứ đến xin cầu chúc cho tất cả các vị Phật tử nhân cái ngày cuối tuần luôn được nhiều an lạc, nhiều hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì tôi có nghỉ một hai kỳ ở tại chùa Phật Bảo này là bởi vì kẹt đi công tác cùng với Trung ương Giáo hội. Có lúc thì đi hội nghị quốc tế của nước ngoài cho nên là tôi vắng mặt. Thì những cái việc đó thì mong các vị hoan hỷ cho, chứ không phải là lười mà không đến đâu ạ. Cái đó là các vị hoan hỷ cho. Hôm nay thì Phật Pháp của chúng ta đó, thật sự mà dùng ngôn từ để diễn đạt thì không thể nào diễn đạt hết được cái mật ý bên trong lời dạy của Đức Phật được, nếu như mà chúng ta không có thật tu và thật học thì không tài nào chúng ta cảm nhận được cái giáo lý thâm sâu của Đức Phật. Bởi vì giáo lý của Đức Phật là giáo lý để thực hành, chứ không phải chỉ để nghe không. Cho nên tất cả những người đệ tử Phật muốn giải thoát, muốn an lạc, chúng ta phải thực hiện hai nhiệm vụ. Một là học, hai là tu. Nếu thiếu một trong hai, giống như một cái con người lữ hành đi trên cái con đường giác ngộ sẽ khấp khỉu, không hoàn chỉnh được. Cho nên chúng ta ít bao giờ có được cái sự an lạc trong nội tâm. Mà hôm nay á, Hòa Thượng của chúng ta ở đây tiếp nối theo cái tinh thần mặn mạch của Phật Pháp, xiển dương chánh pháp lợi lạc quần sanh. Hai cái quan điểm này mà Hòa Thượng tổ chức cái khóa tu rất đơn giản nhưng rất thiết thực và rất chất lượng. Không phải tu từ sáng tới chiều tối, phải không ạ? Tôi được biết là tu có một vài tiếng thôi, nhưng mà Hòa Thượng đã làm tròn hai cái ý nghĩa mà Hòa Thượng muốn chuyển đến các vị. Có nghĩa là về học
Hòa Thượng đã mời một số giảng sư về chia sẻ kiến thức kinh nghiệm Phật Pháp cho các vị hiểu. Sau đó rồi Hòa Thượng sẽ cho các vị tu thực tế luôn. Có nghĩa là vận dụng những cái đã học, thực hành trong thiền hoặc là trong cái pháp môn tịnh ngay tại chùa Phật Bảo này. Đó là cái mà ý nghĩa mà Hòa Thượng đã và đang làm trong cái khóa tu của chúng ta. Và Phật Pháp thì mênh mông, chúng ta học thì chúng ta phải học từ dưới học lên, học từ cái dễ cho tới cái khó. Cho nên tôi muốn để lại cho cái quan điểm của Phật tử chùa Phật Bảo chúng ta theo tu của Hòa Thượng á, là tu theo thứ lớp, học theo thứ lớp. Hôm nay thì tôi xin mạn phép giảng chủ đề rất đơn giản thiết thực, nhưng mà liệu chúng ta không biết có tập được hay không, nhưng mà cứ học trước, chắc chắn là chúng ta sẽ làm được, bởi vì chúng ta chỉ quên thôi. Một chủ đề rất đơn giản, có nghĩa là ý nghĩa về việc cúng dường Tam Bảo. Mời các vị cùng lắng nghe. Khi nói tới cúng dường Tam Bảo thì ai cũng nghĩ là cúng dường như thế là có phước, phải không ạ? Đúng thật thế là có phước. Nhưng khi chúng ta muốn làm một việc gì, chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa hẳn, rồi chúng ta mới làm. Mà khi chúng ta làm mà chúng ta hiểu được ý nghĩa thì bản thân chúng ta mới mạnh mẽ, mới tự tin mà mới phấn đấu được. Đó là cái mà đầu tiên chúng ta phải hiểu được. Thế thì cái ý nghĩa của Tam Bảo thì tôi chỉ nói sơ, các vị đã học rất nhiều rồi. Tam Bảo là ba ngôi quý báu, phải không ạ? Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Về mặt lý thuyết thì chúng ta đã hiểu Đức Phật là một cái vị giác ngộ với một cái tâm thanh tịnh giải thoát, một cái người sống giác ngộ bằng trí tuệ, sống bằng trí tuệ, hành động bằng trí tuệ, lời nói, việc làm đều mang tư tưởng giải thoát và trí tuệ cả. Phật Bảo thì chúng ta cứ nói tới Tam Bảo thì có ba dạng, nhưng mà tôi chỉ nói một cái rất đơn giản thực tế nhất cho chúng ta thôi, bởi vì đây các cụ lớn tuổi nhiều. Phật thì chúng ta nghĩ rằng giống như là Đức Phật Thích Ca và các chư Phật mà chúng ta đang thờ là cái hình tượng Phật Bảo để chúng ta nương theo. Pháp Bảo là những lời dạy của Đức Phật để lại mà được tập hợp trở thành Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luật và Luận. Tăng Bảo là những người thừa kế Đức Phật với một cái đầu tròn áo vuông và giới hạnh thanh tịnh, thọ trì giới pháp đại giới của Đức Phật, tỳ hay theo ni. Thế thì chúng ta quy hướng về Tam Bảo là chúng ta nương tựa trở về sống với Tam Bảo. Chúng ta nương tựa, chúng ta trở về sống với, có nghĩa là chúng ta phải quay về tu tập và hướng về Tam Bảo để chúng ta tu tập. Mà giờ Tam Bảo không phải là cái nghĩa cúng dường Tam Bảo để mà Tam Bảo được bền vững, để mà duy trì, để phát triển, không giống phải như là chùa chiền chúng ta đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải cúng dường Tam Bảo? Bởi vì chúng ta tỏ lòng thành kính. Cho nên cái sự cúng dường này á, các vị thấy rằng là nó khác với lại cái từ ngữ ở ngoài đời của chúng ta. Ví dụ ở ngoài đời á, chúng ta quý ai thì chúng ta biếu, phải không ạ? Còn người lớn thì mình gọi là kính biếu. Người bình thường ngang thì chúng ta nói là biếu hoặc là thân biếu. Còn nếu mà người nhỏ thì chúng ta gọi là cho người ta, tùy theo góc độ. Nhưng mà nếu giả sử á, cái nghĩa cúng dường này nó không mang cái nghĩa đơn thuần như là chúng ta đã biếu hoặc là kính biếu và cho. Thường kính biếu thì mang cái tính chất ngoại giao nhiều, mang tính chất giao lưu, mang tính chất quan hệ. Còn nếu mà cho thì có nghĩa là vì quý kính mà cho, vì thương mà cho. Nhưng mà không thương thì chưa chắc cho. Sự thật nó là vậy. Nhưng mà chữ cúng dường là nó khác. Cúng dường là biểu hiện cái sự cung kính, tôn trọng đối tượng mà chúng ta dâng lên.
chứ không phải chúng ta cho, không phải là chúng ta biếu. Cho nên một số Phật tử nhiều khi không hiểu đạo, chỉ có tính tâm vào chùa đó. Tôi cũng gặp mấy lần. Thôi con biếu thầy để thầy uống nước. Biếu thầy để thầy uống nước, hay là biếu thầy để thầy đổ xăng. Thôi thì người ta nói thì mới cứ A Di Đà Phật, phải không? Không lý người ta biếu mình không nhận đâu được. Có nhiều người thế này, con cho thầy để thầy ăn bánh. Các cụ đó. Đó là cái từ ngữ rất là vô tư. Thì đó là cái danh từ mà thường người đời người ta chưa hiểu đạo. Cho nên đối với chúng ta đó, khi chúng ta dùng tịnh tài, tịnh vật mà hướng về Tam Bảo, đặc biệt là đối tượng là tăng đó, chúng ta phải dùng từ cúng dường. Bởi vì tất cả những gì mà tốt nhất của chúng ta, chúng ta dâng cúng là biểu hiện cái sự trân trọng, cung kính đối với những cái bậc mà chúng ta cần phải cung kính. Và chúng ta cúng dường này để gieo thiện duyên, để chúng ta sau này luôn gặp được Phật Pháp. Và thứ hai là cái cúng dường giống như là cái vai trò vốn có của mỗi Phật tử chúng ta, cần có sự hộ trì Tam Bảo. Ngôi nhà Phật Pháp phát triển được là do chư tăng hoằng pháp tốt hay không, bền hay không, có tài năng hay không. Nhưng mà chư tăng, chư ni mà hoằng pháp có tài chăng nữa mà không có những cái điều kiện vật chất để hỗ trợ thì chư tăng, chư ni đó cũng không làm được việc. Cho nên cái vai trò Phật tử chúng ta ở đây á, là đóng vai trò rất quan trọng cho cái ngôi nhà chánh pháp phát triển. Bởi vì quý vị là cái nền tảng, là nền tảng của căn nhà. Chúng ta có cái trách nhiệm ở ngoài đời, trách nhiệm với Tam Bảo, với Phật Pháp, luôn luôn ủng hộ cho những bậc xuất gia hành trì Phật Pháp và xiển dương chánh pháp ở đời, làm lợi ích cho đời. Cho nên đây là cái trách nhiệm vốn có của những người Phật tử mang trong mình cái dòng máu giải thoát và trí tuệ của người con Phật. Cho nên cái sự cúng dường thì chúng ta nhớ để sau này mà chúng ta đến đâu, chúng ta gặp các thầy hoặc là các vị trụ trì á, thì đừng có nói là con biếu, mà cùng đừng có nói là cho. Tôi lớn này bốn mấy mà cho ăn bánh. Thì đó là các cụ cái tinh thần rất vô tư, nhưng mà cái tư tưởng á, cái quan trọng và cái cách nói chúng ta phải hiểu được đạo. Thế thì hầu hết Phật tử chúng ta nói tới Tam Bảo ai cũng kính ngưỡng cả, phải không ạ? Kính ngưỡng từ Phật, kính ngưỡng từ kinh kệ cho tới kính ngưỡng các bậc xuất gia đều kính ngưỡng. Cho nên các vị hay thường cúng dường bằng tịnh tài, bằng tịnh vật, vân vân. Mục đích là các vị muốn duy trì Phật Pháp. Chúng tôi hiểu được vấn đề này. Nhưng mà chúng ta phải phân ra hai cái rõ ràng. Khi mà chúng ta đến chùa cúng dường, cúng dường cho trụ trì là khác, mà cúng dường cho Tam Bảo là khác. Hai cái khác nhau. Khi chúng ta cúng dường cho Tam Bảo đó, thì vị trụ trì phải thay mặt cho chùa, cho chư tăng hoặc là cho chư ni để nhận cái sự cúng dường của các vị đối với Tam Bảo. Thì vị trụ trì này phải nhận số tiền này để làm gì? Để có trách nhiệm trùng hưng ba ngôi báo này. Có nghĩa là Phật Bảo, tôi đang nói về tính cách hình thức của thế gian đó, có nghĩa là vị này phải lo những tượng Phật nào hư hoặc là những tượng Phật mà bị cũ á, vị trụ trì phải sơn phết sửa sang vân vân, để cho những cái tượng Phật trong chùa thờ nó được trang nghiêm và được tôn kính. Hoặc giả là kinh rách hoặc là thiếu kinh thiếu kệ thì vị trụ trì trích số tiền của Tam Bảo đó để phục vụ cho lãnh vực Pháp Bảo, là kinh kệ ấn tống, để mà có kinh kệ cho các vị Phật tử đến chùa tụng kinh, hay là phải làm bìa hoặc là bao bọc kinh vân vân, hoặc là kinh rách thì phải tu sửa vân vân.
đó, về những việc pháp bảo, rồi len qua tới những cái việc mà vật chất ở trong chùa hư, bàn ghế tủ giường vân vân hư, thì trích cái tiền tam bảo để lo cho cái chùa nó được khang trang. Xây chùa xây chiền đó cũng là trích cái tiền này từ pháp bảo ra. Còn tăng bảo là những vị đã và đang tu học ở tại một ngôi chùa đó, vị trụ trì phải trích một phần ra để nuôi dưỡng cho các tăng hoặc các ni ăn học, hoặc đổ xăng, đổ nhớt, hoặc ăn bánh. Tôi nói như theo cái ý của Phật tử đó. Đó là cho nên cái tiền mà chúng ta cúng tam bảo á, nó có phước vô lượng vô biên. Mà tôi nói đây là phước nha. Cái phước á, chứ không phải là cái đức à nha. Cái phước nó có rất lớn. Cho nên ví dụ như 10.000 chúng ta cúng tam bảo, là chúng ta có thể dùng cái tiền này đó, vì trụ trì dùng tiền này để phân bổ cho ba cái ngôi báo đó. Còn nếu mà chúng ta cúng cho một vị tăng thì chúng ta có cái phước của phước điền của tăng đoàn. Chúng ta cúng cho vị tăng đó thì vị tăng đó phải sử dụng. Có nghĩa là chúng ta chỉ cúng cho tăng bảo thôi. Nhưng nói đi nói lại, nếu không có tăng bảo thì làm sao mà đầy đủ tam bảo xuất hiện được. Cho nên á, ví dụ như vị trụ trì, cho nên khi chúng ta muốn cúng cho trụ trì thì chúng ta cúng cho trụ trì. Chúng ta muốn cúng cho tam bảo, chúng ta phải nói rõ với trụ trì là chúng ta cúng cho tam bảo, để vị trụ trì biết cân nhắc. Ở đây thì Hòa Thượng Tự Trí Hạ Quảng tôi thấy là cụ rõ lắm. Phật tử tới cúng, và con cúng A Di Đà Phật, con xin cúng thầy. Cụ nói là cúng cho tam bảo hay cúng cho thầy? Rõ ràng cúng cho thầy rồi, cúng tam bảo rồi, cụ nhận. Nếu tiền của tam bảo cụ để riêng ra, cụ xử lý theo đúng theo cái luật. Nếu cúng cho cụ, cụ giữ đó, cụ dùng số tiền này để phục vụ cho Phật giáo. Số tiền riêng của cụ, ví dụ như là cụ sẽ phát học bổng cho một số tăng ni chẳng hạn, hoặc giả là lãnh đạo, cụ lãnh đạo của thành phố, ví dụ như là xây chùa, hoặc là xây làm lễ lớn, đại lễ lớn, hoặc công việc Phật sự nào của giáo hội đó, thì cụ lấy số tiền này ra để cúng dường lại. Cho nên một vị tu đó, mà các vị cho dù cúng tam bảo hay cho vị, các vị cúng vị đó chăng nữa, thì vị đó cũng xài hướng chi tiêu cho tam bảo không à. Ít bao giờ có ai cúng cho riêng mình mà mình xài riêng bao giờ. Cho nên các vị thấy Hòa Thượng trụ trì ở đây đó, hãy cúng cho tam bảo đó, thì cụ nhận đó. Hãy cúng cho cụ, cụ ít nhận lắm. Bởi vì cụ sợ phước bức, phước đức nó tổn cái hạnh của mỗi người. Cho nên ở đây là các vị cứ nhớ là thật sự á, mà chúng ta có cúng cho trụ trì chăng nữa, thì trụ trì nào mà có cái tâm tu như Hòa Thượng chúng ta đó, thì cũng là phục vụ cho tam bảo hết trơn. Các vị thấy không? Có thầy nào mà dùng tiền để xài riêng những cái việc mà nó không cần thiết đâu đó. Cho nên cái ý á, bất cứ một người tu nào, nếu thật sự tu, họ cũng đều dùng tiền rất cẩn thận khi chúng ta cúng dường. Họ dùng những cái việc đó làm việc chung cho Phật Pháp nhiều hơn là cho cá nhân. Cho nên chúng ta đừng nghĩ riêng theo quan điểm của thế gian là cúng cho thầy là thầy làm gì tùm lum này kia nè. Không phải đâu, làm đều cho tam bảo nếu như người đó là một vị thầy thật sự. Cho nên cái việc cúng dường là chúng ta yên tâm. Cái quan trọng nhất là cái tâm chúng ta cúng với một cái tư tưởng nào, đó mới là quan trọng. Chúng ta cúng vì quý mến hay chúng ta cúng vì cái trách nhiệm của người đệ tử Phật đối với tam bảo, đối với tăng bảo, đó là vấn đề khác nhau. Nếu giả sử chúng ta cúng cho vị thầy này vì quý mến thì chưa chắc bền. Cảm xúc mà. Mà cảm xúc thì có lúc nắng, lúc mưa, bầu trời có lúc đen, lúc trắng, lúc xanh. Thì con người á, mình cúng vì cái cảm xúc á, thì nó dễ thay đổi. Hôm nay thích thầy, hôm nay quý thầy, cúng thầy,
Ngày mai mà thấy thầy thấy ghét rồi coi như đâu cúng nữa. Cho nên cái sự cúng dường đó không phải đúng theo cái vai trò trách nhiệm ý thức của một người đệ tử Phật, mà chỉ cúng theo lối thế gian. Như vậy thì cái phước đức chúng ta nó không có tồn tại, cái phước đó. Cho nên các vị phải nhớ một điều này. Ở đây thì tôi có một gia đình Phật tử ở bên Bỉ, người Việt Lào, rất kính ngưỡng Phật Pháp và đối với các thầy, các cô một mực luôn tôn kính, giống như Phật hiện tiền, quan điểm của họ như vậy. Sự thật đấy, mà bốn đời đều theo Phật Pháp. Bà cụ quý kính Phật Pháp, truyền lại cho con truyền cho cháu, cháu và truyền cho chắc nữa. Thậm chí là con rể bên Chúa, nhưng mà bà cụ huấn luyện vô chùa không. Mà người Bỉ đó nha. Tại vì tôi là cái người qua bển làm lễ hằng thuận cho hai cháu mà, cho nên ba mẹ và chồng á cũng là bên Chúa, cũng vô chùa làm lễ, cũng lễ bái như thường. Mà họ, cái ông này ông vô chùa công quả, hễ mà chùa cần là vào công quả ngay. Mà đứa bé đó 3 tuổi là biết là dạy chắp tay xá các thầy. Mà hễ bà cụ mà gặp ở các thầy nào, các sư cô nào đều bảo con cái phải cúng dường hết. Cái hay gì đó, vì kính ngưỡng tăng bảo. Chính như vậy mà với cái tâm hộ trì Phật Pháp, ở đâu gặp tăng ít nhiều bà cụ móc ra bà cụ cúng liền. Hễ gặp là cúng, gặp là cúng, bằng cái khả năng. Bà cụ không có tiêu xài, rất kính các thầy. Cho nên đó, cái tâm nguyện đó là do cái sự tư duy và hiểu được Phật Pháp, do cái chất tu họ có. Họ kính tăng từ trái tim. Cho nên kết quả cúng dường từ bấy lâu nay, kết quả là gì? Con cháu bốn đời đều theo Phật Pháp cả. Cái thứ ba nữa là nói đâu là con cái nghe hết đó. Đó là cái mà gương mà tôi đã đích thân nhìn từ ở bên Bỉ để cho chúng ta thấy. Đó là do cái nhân duyên mà chúng ta quý kính Tam Bảo, quý kính Tăng Bảo, mà sự cúng dường bố thí phước báo thể hiện trong gia đình là như thế. Con cháu một mực yêu kính bà cụ này rất nhiều. Mà bà cụ này tôi nhớ ấn tượng là bởi vì cái hạnh của bà cụ. Cái thứ hai nữa là tên bà cụ y hệt như tên của mẹ tôi luôn. Cả tên, cả họ, cả chữ lót. Nói như thế cho các Phật tử thấy là chúng ta đều có khả năng giống như bà cụ đó cả. Bởi vì chúng ta còn thiếu một chút thôi. Có nghĩa cái sự mà tư tưởng chúng ta thật tu chưa và bao nhiêu phần trăm. Giống như cái sự cúng dường Tam Bảo, cúng dường Tăng Bảo mà các Phật tử hiện giờ đã và đang thực hiện đó là vốn có rồi. Nhưng đôi khi chúng ta thiếu là xem coi khi chúng ta cúng với một tư tưởng nào thì hầu hết chúng ta bị vướng vào cái chỗ là quý mến cúng nhiều hơn là nhìn thấy cái trách nhiệm chúng ta cần phải cúng. Nhìn lại coi chúng ta sẽ thấy. Cho nên nếu giả sử chúng ta cúng dường một vị thầy nào vì quý mến á, càng cúng nhiều sau này chúng ta sẽ càng ghét nhiều, càng hận nhiều, nếu như cảm thấy là nó đã giận hờn với thầy đó, không hài lòng với thầy đó là chúng ta sẽ chán ngay. Mà khi chán lại phải nói xấu, cho nên coi chừng cái miệng chúng ta lại mang khẩu nghiệp. Phật tử tôi thấy rằng đa số, chứ không phải là hết, chúng ta đã và đang vướng vào cái trạng thái cúng dường vì quý mến hơn là nhận thức được trách nhiệm của Phật tử đối với Tam Bảo. Như vậy thì phước chúng ta chỉ được có 50%. Đó là cái ý nghĩa cúng dường Tam Bảo ở lãnh vực cơ bản nhất mà chúng ta đang làm. Nó chỉ mang tính chất là cái phước thôi. Cái thực hiện của chúng ta là chỉ phước thôi. Bây giờ cái cúng dường Tam Bảo nâng cấp thứ hai lên để chúng ta bòn cái đức. Con người tu có phước và có đức giống như đôi chân đi vào trên cái con đường tu tâm dưỡng tánh, con đường giải thoát tâm linh.
Nếu thiếu một trong hai thì chúng ta khó hoàn thành được cái sứ mạng tu học. Nên tôi nói là cái giai đoạn đầu hầu hết Phật tử chúng ta có thể làm được là cúng dường Tam Bảo, cúng dường Tăng Bảo, chúng ta đã từng làm chay tăng cúng dường vân vân và vân vân, đúng không ạ? Đã có. Nhưng bây giờ chúng ta chỉnh lý lại thôi. Tư tưởng chúng ta có thấy được là cái trách nhiệm cần phải cúng, hay là chúng ta cúng vì quý mến thầy đó chúng ta cúng? Đó là cái mà chúng ta phải nghĩ tới. Sửa được cái đó là chúng ta đang tu thật sự. Nếu sửa được cái tư tưởng đó thì chúng ta mới hoàn thành được cái phước mà người đệ tử Phật đã thực hiện cái hạnh cúng dường Tam Bảo. Nhưng mà chúng ta cúng dường Tam Bảo là giống như nãy tôi nói, nó mang cái tính chất phước, bởi vì chúng ta chưa có sửa đổi tính nết của chúng ta. Cái đức của chúng ta có được, nếu như những cái thói hư tật xấu mà chúng ta sửa được thì cái đức chúng ta lúc đó mới phát sanh được. Thế thì cúng dường Tam Bảo để tạo được cái đức á, là chúng ta phải cúng dường như thế nào? Có nghĩa là nâng một cấp nữa, Phật không phải là Đức Phật hay là tượng Phật mà chúng ta cúng cho chùa để chùa tu bổ, đó là chỉ hình thức thôi. Phật bên trong mình mới là cái quan trọng nhất, Phật tánh của con người. Cho nên chúng ta cúng dường Phật Bảo với một cái cấp độ cao đó, có nghĩa là chúng ta phải biết tu, tu hướng về Tam Bảo để tu. Hướng về Tam Bảo này nói về cái bản chất á, Phật Bảo có nghĩa là chúng ta tu là quay về chính mình để tìm được cái Phật tánh, tìm lại được Phật tánh vốn có trong người của chúng ta, và tìm được cái trí tuệ bản tánh thanh tịnh của con người chúng ta qua pháp môn tu tập giới định tuệ. Và việc đầu tiên chúng ta làm là phải rồng chuyên năm giới luật mà Đức Phật đã dạy cho tất cả Phật tử chúng ta. Chúng ta phải tu thôi, chúng ta phải trì giới. Khi chúng ta trì giới á, nó thuần, tâm chúng ta thuần thì cái sức định của chúng ta nó sẽ phát huy. Cái sức định này phát huy có nghĩa là khi thuần về giới, đối diện trần cảnh, tiền bạc, danh lợi, địa vị vật chất thì tâm mình không lay động, không ô nhiễm, nhưng biết để sử dụng à. Thấy tiền phải sử dụng chứ, nhưng không bị nhiễm tiền. Đó là tính chất định của con người đó đang tu tập. Mà nếu giả sử đối diện tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, chúng ta đối diện, chúng ta xử lý, nhưng chúng ta không bị lay động, không bị ràng buộc, như vậy cái sức định chúng ta có. Mà con người sống đối diện trần cảnh mà tâm không lay động, có nghĩa là tâm đã vắng lặng. Mà khi tâm vắng lặng, tuệ ắt hẳn sẽ phát sáng. Tuệ đó là Phật tánh mà chúng ta đã tìm lại được. Tu là phải như thế. Chúng ta cúng dường Phật Bảo có nghĩa là chúng ta phải phát nguyện tu tìm về cái Phật tánh của chúng ta, đạt được cái tuệ giác vốn có của chúng ta. Như vậy thì chúng ta tròn công đức là cúng dường Phật Bảo. Mà chúng ta đã để ý chưa? Đã để ý chưa? Chưa có để ý được. Chúng ta đang tu ở cấp thấp không à, phải không ạ? Lâu lâu chúng ta phải chỉnh lý mình. Bởi vì đôi khi chúng ta vào chùa đó, chúng ta cúng dường chùa nhiều, làm Phật sự nhiều, giúp cho chùa nhiều, tự nhiên cái ngã chúng ta phát sanh. Mà khi cái ngã chúng ta phát sanh thì chúng ta muốn kéo ông trụ trì là phải theo ý mình không à. Trụ trì mà không theo thì giận, không cúng nữa, không ủng hộ nữa. Như thế thì chúng ta chưa đủ tư cách bước vào cái giai đoạn quan trọng nhất của Phật giáo là cúng dường Phật Bảo, trong cái quan điểm về cái bản chất của sự cúng dường đó. Các vị để ý, các vị coi. Cho nên cái người mà thật sự tu đó, họ càng làm việc nhiều cho Phật giáo, họ càng khiêm cung, họ càng ẩn. Người đó chúng ta phải để ý. Cho nên khuyên Phật tử chúng ta, nếu có làm Phật sự được cho chùa thì chúng ta càng phải biến mình thành một vị Bồ Tát tùng địa giọng xuất.
từ cái tâm đắc, là từ cái tâm vô tư thanh tịnh, từ cái sự chịu đựng, để mà chúng ta lấy cái đó làm cái hạnh để ủng hộ Phật Pháp. Nguyện làm viên gạch lót đường cho những cái người đi sau, tiếp nối để mà theo cái hướng duy trì chánh pháp bằng cái sự ủng hộ của chúng ta. Người đó mới là cái người chúng ta cần, đáng kính. Còn bây giờ nếu chúng ta không khéo là chúng ta rơi vào cái ngã hơi nhiều. Đặc biệt là những người tu Bồ Tát giới đó. Chúng ta phải nhớ Bồ Tát giới, hạnh Bồ Tát là hạnh nát mình. Cái hạnh là làm viên gạch cho người ta bước qua, chứ không phải là cái hạnh để được ăn trên ngồi trước. Mà các Phật tử chùa, một số chùa hướng dẫn cho Phật tử như thế là không đúng. Làm cho Phật tử nghĩ rằng á, thọ Bồ Tát có nghĩa là những người thọ Bồ Tát giới này là hơn những người Phật tử mà chỉ quy y năm giới, thọ năm giới. Những người này phải hơn những người năm giới, tôi cho là sai. Năm giới là thềm thang bước lên cái địa vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, bước lên địa vị Bồ Tát, bước lên thanh văn duyên giác Bồ Tát. Năm giới là nền tảng, sanh ra các giới khác. Bây giờ anh thọ Bồ Tát là ai nói, ai chứng minh được thọ Bồ Tát là hơn người thọ năm giới? Anh mà có hơn thì hơn cái chỗ là hy sinh hơn người khác thì có. Đó mới là hạnh Bồ Tát. Mà hầu hết Phật tử chúng ta bị vướng vào cái chỗ này. Rồi một số chùa lại bắt chước theo cái phong tục của Trung Quốc, thọ Bồ Tát giới mà đắp y nữa. Tôi không hiểu y này là y gì. Y này là người Phật tử không đủ tư cách để mặc mà đắp. Y là cái ruộng phước điền. Các vị nhớ hình thức của y là ruộng phước điền. Mà ruộng phước điền này có nghĩa là gì? Là cái người đủ tài, đủ đức, đủ phước để mà cho chúng sanh gieo mầm công đức vào trong thửa ruộng đó. Bây giờ Phật tử làm gì mà lại đắp y? Cho nên tôi thấy một số thầy Việt Nam chúng ta bắt chước tùm lum hết, cho Phật tử thọ Bồ Tát giới mà đắp y như thế. Rồi hễ đắp y là đứng trước Phật tử thọ năm giới. Tôi mà như vậy á, nếu mà là tôi là chủ trì, cho nên giờ tôi chưa chủ trì, thọ Bồ Tát giới tôi cho đứng sau với lại người mà thọ năm giới, để coi tâm nguyện của họ thế nào. Đó cũng là một phương pháp tu vậy. Tôi nói như thế để cho chúng ta thấy á, chỉ cần là Phật tử thọ năm giới là quan trọng lắm rồi. Chúng ta thật tu thật học, xin lỗi các cô bác á, chúng ta ở trong bùn người ta cũng moi tới, chúng ta ở trong góc kẹt người ta cũng tìm đến các vị. Nếu như chúng ta có thật tu thật học, đức chúng ta sẽ tỏa ra. Nó sự thật nó vậy. Cho nên ở đây đó, chùa Phật Bảo này, hòa thượng cốt là tập trung các vị lại tổ chức khóa tu là thật tu thật học, chứ không phải hòa thượng chú trọng cho các vị nghe giảng không thôi. Vì vậy cho nên chúng ta phải nương theo cái ý của hòa thượng á, cái lời dạy của hòa thượng ở đây là chúng ta tu và học thật sự. Vì vậy cho nên tôi chọn cái chủ đề này để nâng các vị lên một chút xíu nữa, nhìn về chính mình chúng ta sẽ thấy. Cúng dường Phật Bảo cứu cánh nhất là phải chuyên tâm tinh tấn tu học, quay về bản thân mình, nương theo năm giới luật để trì niệm, nương theo pháp môn tu tam vô lậu học, giới định tuệ, để chúng ta tìm về Phật tánh vốn có của chúng ta, tìm về cái trí tuệ sáng suốt vốn có của con người chúng ta, mà từ bấy lâu nay chúng ta bị tiền bạc danh lợi địa vị vật chất nó đang phủ lấp che mất đi cái tánh sáng của chúng ta. Và chúng ta quay về, chúng ta phủi bụi ra. Chúng ta làm được như vậy có nghĩa là cái ý nghĩa cúng dường Phật Bảo nó mang giá trị, cái đức của chúng ta mới có được. Bây giờ cúng dường Pháp Bảo là cúng dường cái gì? Cũng quay về tu à. Chúng ta tu cái gì? Tu cái pháp môn nhẫn hòa nhu thuận phải không? Tu cái pháp môn là giải thoát,
tu pháp môn vô ngã vị tha, tu pháp môn rộng lượng, không có hiềm kỵ, không có đố kỵ, không có hận thù. Cái pháp môn đó là cái những cái tánh đó chúng ta phải quay về để mà làm sao tu tập cho tâm chúng ta được thuần tịnh, không giống như người đời sân hận, tham sân si, chúng ta phải chuyển hóa nó. Như thế thì chúng ta mới gọi là cúng dường pháp bảo theo cái quan điểm của Phật giáo của chúng ta. Có nghĩa là quay trở lại chính mình để xem coi những cái tánh nào khuyết chúng ta phải tu dưỡng lại trở thành tốt. Đó là chúng ta cúng dường pháp bảo. Hôm nay mà chúng ta chưa có quy y, chúng ta thường ăn nhậu, hút thuốc, rượu chè vân vân. Nhưng chúng ta quy y rồi, chúng ta tu giảm dần dần đi. Đó là cái cách mà chúng ta tu là cúng dường pháp bảo. Bởi vì thuốc có hại cho sức khỏe, chúng ta phải giảm cho tới khi nào chỉ sử dụng phương tiện trong ngoại giao cần thiết, còn không làm chủ được điếu thuốc, không hút được. Như thế thì chúng ta đã làm chủ được, sửa được cái tính cách của chúng ta, cái đức chúng ta sẽ phát sanh. Cho nên những cái đức tánh xấu của chúng ta trong người mà chúng ta biết tu sửa, có nghĩa là cái đức chúng ta phát sanh. Cái tánh của chúng ta nếu như là vô chùa hay soi mói, hay nhìn lỗi xấu của người khác, hay phá hòa hợp trong cái đạo tràng, tách riêng sanh năm xẻ bảy vân vân, thì mình phải tu dưỡng lại. Làm được như thế thì chúng ta đã cúng dường pháp bảo. Chứ không phải là chúng ta cúng dường pháp bảo là chúng ta bỏ tiền, chúng ta in kinh sửa sách như thế là cúng dường pháp bảo. Đó chỉ là một cái cấp độ thấp cho những người mới tu thôi, gieo phước thôi. Còn tất cả chúng ta đây là chúng ta đang thực hành tu, cho nên chúng ta phải được phép nâng lên một cấp nữa, quay về bản thân mình để tu niệm, nhìn về chính mình bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác, để ý từng hành động của chúng ta, để mỗi hành động chúng ta phải làm lợi ích cho mình và cho người khác với một cái tâm vô tư, không phân biệt. Người đó mới gọi là người thật sự cúng dường pháp bảo. Còn ở đây chúng ta thọ Bồ Tát giới, rồi chúng ta lại là thọ Bát Quan Trai giới, phải không ạ? Thường tụng kinh, bái sám, niệm Phật, nhưng mà chúng ta không biến nó vào trong cái chất liệu sống của chúng ta, trong người đó, biến thành máu đó. Như thế thì đụng chuyện chúng ta cũng như rứa thôi à. Rứa là cũng thế đó. Người ta chửi một câu, chúng ta chửi ba câu luôn nữa. Thế thì đụng chuyện chúng ta sẽ thấy. Vì vậy cho nên cái chất tu chúng ta không có, cho nên khi đụng chuyện chúng ta sẽ sanh ra cái tánh giống như phàm phu của chúng ta. Làm thế nào để mà kiểm soát được thân khẩu ý của chúng ta trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút mà chúng ta đang hiện hữu sống trong cuộc đời này? Người đó mới là người biết tu. Đó là cái cúng dường về pháp bảo. Pháp bảo, rồi bây giờ tới tăng bảo. Cúng dường tăng bảo. Cái tăng bảo, bản chất của tăng là hòa hợp và thanh tịnh. Chúng ta cúng dường tăng bảo là sao? Có nghĩa là chúng ta đến một cái thính chúng nào, chúng ta tham gia tu niệm như ở đây, hoặc giả là chúng ta thọ Bát Quan Trai, hay là chúng ta đến chùa, bất cứ chùa nào, chúng ta phải mang cái tâm hòa hợp, đoàn kết, thanh tịnh. Đó mới gọi là bản chất của tăng bảo. Mà chúng ta làm được, giữ được, có nghĩa là chúng ta cúng dường tăng bảo qua cái sự tu trì những cái hạnh đó của chúng ta. Ở đâu đoàn kết hòa hợp, ở đó là tăng bảo xuất hiện. Nếu giả sử trong một cái đạo tràng này mà chúng ta vào đây, chúng ta không chịu tu, chúng ta phá phách đó, chúng ta xăm soi, chúng ta nói xấu cô này, nói xấu ông kia này kia, làm cho người ta hiểu lầm vân vân, như thế là chúng ta tội nặng dữ lắm. Không phải tội mà nói xấu người ta, mà tội đây là phá hòa hợp chúng. Mà phá hòa hợp chúng có nghĩa là phạm tăng bảo, tội đọa địa ngục chứ không phải đơn giản đâu. Phá hòa hợp mà. Một đạo tràng ở đây là chuyên thực tu thực học,
mà chúng ta không vào, chúng ta thực tu thực học và chúng ta cầu kết năm kết bè cái phái, rồi chúng ta phân ra, chúng ta làm loạn hết cái đạo tràng của người ta, như vậy thì chúng ta phá tăng bảo chứ còn gì nữa. Phá hòa hợp tăng, mà phá hòa hợp tăng thì chỉ có mà trời cũng không cứu được, Phật cũng không cứu được chúng ta. Một trong tứ trọng tội đó, phá hòa hợp tăng. Phải đơn giản đâu, chứ không phải là chúng ta vô chúng ta nói xấu ông tăng là chúng ta phá hòa hợp. Không phải, trong đại tràng này chúng ta không tuân thủ là chúng ta đã phá hòa hợp tăng rồi. Là trong khi mà người ta nghe pháp mà chúng ta ngồi cứ nói chuyện với nhau là phá hòa hợp đấy, phá hòa hợp tăng đấy, làm người ta bị loạn tâm, không tập trung nghe giảng được, phước đức chúng ta giảm rất nhiều. Cho nên cái cúng dường tăng bảo là như thế, đi đến đâu phải có cái tâm khoan dung, độ lượng, thông cảm, hoan hỷ, và lúc nào cũng lấy cái tinh thần đoàn kết hòa hợp thanh tịnh từ trái tim để chúng ta đoàn kết và hòa hợp. Cho nên mới nói cái từ hòa hợp thanh tịnh. Tăng là một cái chúng hòa hợp thanh tịnh, gọi là tăng. Cho nên nhắc kỹ cho chúng ta là chúng ta vào trong cái đạo tràng tu này, chúng ta phải có cái sự đoàn kết hòa hợp. Nhưng đoàn kết hòa hợp này dựa trên cái tâm thanh tịnh, chứ không phải đoàn kết hòa hợp ở hình thức bên ngoài. Bên trong thì ghét cay ghét đắng người ta, như thế thì không phải gọi là cúng dường tăng bảo theo cái tinh thần là hòa hợp thanh tịnh. Cho nên ở đây tăng chúng tôi cũng vậy, khi làm Phật sự gì đó, kết giới giết ma là phải hòa hợp và thanh tịnh mới được. Đồng ý từ thân, khẩu, ý, nó phải thanh tịnh, xuất khẩu ra bằng cái tâm thanh tịnh thì đó mới gọi là hòa hợp thanh tịnh. Cho nên ở đây đó, đừng bao giờ phải ráng tập. Ví dụ nghe tôi nói hay là nghe hòa thượng nói là luôn hòa hợp thanh tịnh, mà chúng ta vì nể hòa thượng chúng ta cũng hòa hợp, nhưng chúng ta lại không có thanh tịnh, thì đó chỉ là hình thức thôi. Mà hình thức thì nó phước đức nó không có. Các vị thấy vậy. Cho nên ở đây á, đạo Phật chúng ta chú trọng là chú trọng cái tu á, là quan trọng. Cái hành là quan trọng. Cho nên tu hành hai chữ đi đôi đó, để biểu hiện cho cái người hành giả của đệ tử Phật thật sự. Chúng ta là đệ tử Phật, đúng, đó là cái danh. Nhưng mà đúng hay không là chúng ta phải có tu hành thì mới gọi là đệ tử Phật thật sự. Còn không chỉ là cái danh thôi. Cho nên đệ tử Phật là phải giống như Đức Phật, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, phải không ạ? Từ trong ra ngoài có nghĩa là cái tâm ở bên trong cho tới hành vi bên ngoài, nó phải mang tính chất giải thoát, trí tuệ, thanh tịnh, biểu hiện qua cái bi trí và dũng chúng ta phải có, qua mọi hình sự. Như vậy mới gọi là con Phật chứ. Ở đây chúng ta xưng danh là con Phật, nhưng mà đôi khi hành động toàn là của con ma không à. Ít bao giờ giống Phật cả. Trừ khi nào chúng ta giống Phật là tụng kinh bái sám ngồi thiền lúc đó thôi. Nhưng mà ra khỏi chùa thì coi chừng là bị trở thành con ma nào cũng hay. Bởi vì cái chất tu chúng ta chưa có quân tập mỗi ngày. Cho nên á, ngoài đời là văn ôn võ luyện, còn ở đây chúng ta tu là phải mài dũa mỗi ngày nó mới thuần được. Tu là một cái quá trình tu, chứ không phải là một ngày một giờ đâu. Một quá trình lận tu tập nó tích lũy rồi bắt đầu nó mới phát sáng được. Cho nên các vị thấy là các vị nhìn tôi á, cái phong cách tôi nó khác với các vị hòa thượng. Nhìn tôi là dù sao cũng phưởng phức những cái trẻ, phải không? Những cái tuổi trẻ, những cái còn bồng bột, những cái nó còn chưa chững chạc, những cái mà cái bị thuyết phục bởi các vị thì các vị chưa bị thuyết phục nhiều. Bởi vì tu mới có một chút thôi mà. Nhưng các hòa thượng mà khi chúng ta tiếp xúc nó khác hoàn toàn với như chúng tôi. Cho nên mới gọi là đại đức, thượng tọa, hòa thượng, nó khác nhau nhiều lắm. Ví dụ như là các vị gặp tôi thì tôi còn nói nhiều được. Nhưng mà đối với các vị hòa thượng thì ngồi không bao giờ nói nhiều được. Nhưng mà nói câu nào ra, giá trị câu đó, sâu sắc câu đó, thì mới gọi là hòa thượng nhé. Cho nên các cụ tu càng lâu á, tuệ càng sáng, đức hạnh càng dày. Cho nên Phật tử ngưỡng mộ khi các hòa thượng nói là
là nó gọi là nó phá vỡ cái tâm sáng, tâm mê của chúng ta. Có nghĩa là chuyển hóa cái tâm hồn của chúng ta ngay. Người đó là người có đức. Không cần nói nhiều. Cho nên Hòa Thượng ở đây thường cũng hay nói chúng tôi, tự Hòa Thượng là lãnh đạo của chúng tôi mà. Khi mà chúng tôi khóa tu An Lạc ở chùa Phổ Quang, Hòa Thượng nói tôi là trưởng ban hoằng pháp, nhưng mà tôi giảng toàn là hầu hết người ta ngủ không mà. Cụ nói như thế đều có ý cả, chứ không phải cụ dở đâu. Còn các thầy trẻ bây giờ thu hút Phật tử là bởi vì các thầy dùng tài năng vén khéo bằng cái bên ngoài, giống như dùng cái gọi là xảo thuật á, hay là kỹ thuật đi. Giống như là một cái người ca sĩ, người đóng phim, làm sao để hấp dẫn thiên hạ thôi, nhưng bên trong không có được nhiều. Một vài cái tăng ni trẻ như vậy. Mà bây giờ Phật tử lại khổ nổi, nghe pháp toàn nghe theo cái cảm xúc thôi. Thích thầy này vì vui quá, thầy này giỡn, thầy này ca hay quá, thầy này ngâm thơ giỏi, vân vân là theo. Cho nên người mù dẫn người đuôi đi trong đêm tối hết. Còn Hòa Thượng nói nghiêm túc, trơn tránh như thế, không ai chịu nghe cả. Sự thật. Ngay cả hồi xưa Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng giảng rất cao, chỉ dành cho những người chuyên tu. Cho nên các vị nghe pháp, các vị phải khẳng định được trong người của chúng ta. Nếu như các bậc Hòa Thượng giảng mà chúng ta lắng lòng nghe được, cảm nhận được, tâm đạo chúng ta thật sự là cứng. Phải nói thật là như thế. Còn các vị nghe các thầy trẻ mà giảng mà các vị vui, các vị thích á, coi chừng đó là cảm xúc của chúng sanh. Thích đó, hay đó, về quên đó, không tác động được tâm bồ đề của chúng ta. Tôi nói như thế không phải là các thầy trẻ nào cũng vậy đâu. Có người thôi, nhưng mà Phật tử đã và đang rơi vào trong tình trạng nghe pháp chỉ vì vui cái lỗ tai và thỏa chí trong cái cảm xúc thôi. Như thế thì chúng ta uổng cho cái vấn đề nghe pháp. Vì vậy cho nên Hòa Thượng ở đây nói câu đó ra để chứng tỏ rằng là để cho chúng ta thấy rằng chúng sanh chúng ta thời nay chúng ta chất tu chưa đủ nhiều. Cho nên là tâm còn yếu, tuệ chưa sáng. Cho nên các vị nghe tới đâu, các vị ngủ tới đó. Tâm vô minh đó, ngủ nhiều đời kiếp rồi vẫn còn ham ngủ. Nó sự thật. Cho nên khi mà Hòa Thượng trước khi giảng, Hòa Thượng đều ngồi, cho ngồi 5 phút thanh tịnh, ngồi thiền 5 phút để nhìn về chính mình. Dùng cái tâm thanh tịnh đó nghe pháp thì mới cảm nhận được. Cụ đây cụ có ý gì không? Cho nên tôi thấy cái đạo tràng á, khi mà tôi có duyên mà mỗi lần mà giảng cùng với cụ á, tôi thấy đạo tràng á, tôi cứ lắng lại. Lắng là từ từ nó rụng. Hòa Thượng biết mà. Nhưng mà bởi vì cái căn cơ không có tiếp thu được cái tâm quyết của Hòa Thượng ra. Nhưng mà đối với chúng tôi á, Hòa Thượng nói là chúng tôi phải sáng. Các cái chất tu chúng ta phải có thì chúng tôi mới cảm nhận được cái lời dạy của các Hòa Thượng thôi. Không có dễ mà các vị được nghe đâu. Sau này á, Hòa Thượng ngày càng á, giảm dần. Bởi vì các ngài phải theo Phật hết rồi. Cho nên chúng ta có được tranh thủ nghe được các Hòa Thượng nào, chúng ta nên nghe, bởi vì mỗi Hòa Thượng đều có cái kinh nghiệm tu hành. Và các ngài giảng bằng cái chất kinh nghiệm tu, kiến thức mà dựa trên kinh nghiệm tu hành để phát ra những cái khẩu ngôn của chúng ta. Cái lời vàng chúng ta phải lắng nghe từng từ một. Chứ không phải là chúng ta chỉ ham vui là. Cho nên những ai có tư tưởng nghe pháp mà thích thú á, ham vui thôi á, cho lỗ tai nó vui, thì các vị phải xem lại, chấn chỉnh lại khi chúng ta nghe pháp. Cho nên á, cúng dường tăng bảo, quay trở lại vấn đề thì chúng ta thấy là chúng ta phải làm sao tu tập với một cái tâm hòa hợp và thanh tịnh. Tại sao có được hòa hợp và thanh tịnh? Hòa hợp được là bởi vì chúng ta phải có sự cảm thông, khoan dung thì chúng ta mới hòa hợp được. Cảm thông là gì? Là mỗi con người đều có một cái hoàn cảnh khác nhau,
mỗi con người đều có cái ưu điểm, khuyết điểm khác nhau. Không ai toàn vẹn cả, cho nên chúng ta phải thông cảm. Thông cảm đây có nghĩa là mình cũng như người ta. Cho nên chúng ta không có lấy lý do gì trách cứ những người đã đang bị khuyết điểm cả. Mà chúng ta ngược lại góp ý dần dần để cho hai bên đều phải phát triển. Như thế gọi là xây dựng đoàn kết hòa hợp thanh tịnh. Góp ý cho nhau với một cái sự trân trọng nhau. Đó là cái người biết cách góp ý và sửa đổi. Cái ý mà chúng ta phải nhớ lại vậy. Cho nên cái người mà không có tâm khoan dung, không có tâm hoan hỷ thì khó mà giữ được cái tinh thần hòa hợp lắm. Nếu chúng ta có khoan dung thì á, lỡ mà vô chùa Phật Bảo ngồi ngay cạnh một cái bà mà chúng ta ghét từ nào đến giờ ở ngoài đời đó, thì bảo đảm chúng ta không bao giờ thanh tịnh được nếu như chúng ta không có tâm khoan dung. Chắc chắn là như vậy. Mắt nhìn tôi nhưng mà cái tâm nhìn cái người đối tượng mà chúng ta đang ghét á, khó chịu lắm. Cho nên tâm chúng ta sẽ bị động. Mà bị động thì đâu có nghe ông thầy nói được. Hoặc là chúng ta ngồi ngay cái người chúng ta yêu quý nữa thì chúng ta càng lại loạn hơn nữa. Cho nên người nghe pháp á, phải có tâm khoan dung. Bất cứ ai ngồi cũng được, già trẻ bé lớn ngồi gần ai cũng được, vẫn hoan hỷ được. Như thế thì chúng ta mới có sự tập trung được. Mà hoan hỷ được thì chúng ta mới hòa hợp được chứ. Cho nên trong đạo tràng này, nếu giả sử chúng ta đi nơi nào mà tu bỏ bát quan trai đó, chúng ta thấy có nhiều người nó không được tế nhị, đúng không ạ? Nhiều người thô, nhiều người rất đơn giản, nhiều người sống rất là không để ý xung quanh, làm cho mình khó chịu. Cho nên bây giờ chúng ta tu làm sao là những người làm cho chúng ta khó chịu mà chúng ta hòa hợp được, để mà chúng ta duy trì được cái tốt. Chúng ta làm được là chúng ta gọi là cúng dường tăng bảo đó, bởi vì tôn trọng cái sự hòa hợp. Bây giờ ví dụ lỡ mà tối mà ở lại tu bắt quan trai, ở lại ngủ, mà chúng ta có phước báo ngủ ngay cái người mà gáy đó, có phước á, ngủ gần với cái người mà gáy to thì các vị bảo đảm phiền não dài dài, đúng không? Thế thì tu quá tu bắt quan trai làm gì có được cái an lạc đây. Cho nên chúng ta phải có sự khoan dung, thông cảm. Nếu không có sự thông cảm là trách móc người ta ngay. Bởi vì đâu có ai muốn đâu, phải không? Nếu mà gáy mà biết gáy là đã không còn gáy nữa rồi. Mà mới để đối trị lại thì chúng ta phải khoan dung, thông cảm bằng cách nào? Nhét hai cái cục gì vô lỗ tai vô để ngủ, nó bình thường và tế nhị nè. Tôi mà đi máy bay mà tôi đi Mỹ 18 tiếng hay là đi Pháp 13 tiếng mà tôi muốn ngủ là tôi chắc ăn nhất là không là phiền ai, tâm mình nó hoan hỷ được, là cứ nhét vào để yên tĩnh để ngủ thôi. Ai biểu mình không có sự chuẩn bị chứ? Sự chuẩn bị mới là cái quan trọng nhất của chúng ta, đúng không ạ? Cho nên nếu ai có cái tâm hoan hỷ, cái tâm khoan dung á, cái tâm là tha thứ á, thì chúng ta sẽ rất dễ học cái hạnh hòa hợp. Hòa hợp đây với cái sự thanh tịnh nha, chứ không phải hòa hợp là thấy người ta nhậu cũng vô để hòa hợp là không có à. Cái đó là bất tịnh đó nha. Thôi có dạy cái kiểu đó. Cho nên ở trong đạo Phật đó là hòa hợp nhưng không hòa tan. Ví dụ người ta gáy, mình hòa hợp là sao? Bởi vì ai cũng ngủ, mình phải ngủ. Mà ngủ không được, mình phải làm sao để cho chúng ta ngủ được, hòa theo cái không gian giờ đó, giờ đang ngủ. Cho nên chúng ta nhét bông gòn vô, nhét làm sao mà không nghe được đó, để chúng ta chinh phục được quan điểm của chúng ta nữa, để chúng ta ngủ như vậy. Có nghĩa là hòa hợp mà không hòa tan. Nếu mà hòa hợp mà hòa tan có nghĩa là bả gáy, mình tập gáy theo nữa là hòa hợp hòa tan luôn. Nó là vậy đó. Cho nên các vị mà hiểu được cái sự đời á, thì chúng ta luôn mỉm cười, luôn hoan hỷ, mặt mình nó đẹp dữ lắm, đẹp còn hơn hoa sen nữa. Bảo đảm các vị. Nên tập cười đi, đừng có tập nhăn. Mỉm cười á, đừng cười hô hố là không được. Cái mỉm cười từ trong trái tim ra, tâm mình đã nhìn rõ được như thế đó, thì cái nối sống của mình nó khác hẳn. Cho nên các cô bác thấy là những người xung quanh chúng ta đó, có một số người tại sao chúng ta nhìn chúng ta thấy rất là hoan hỷ, phải không ạ? Rất là dễ gần. Có một số người chúng ta nhìn cái mặt thôi là chúng ta thấy là khó gần rồi. Nó do mình khắt khe quá là khó gần. Còn mình hoan hỷ thì ai cũng đến với mình. Các quý vị thấy là như Đức Phật Di Lặc không? Nụ cười của Ngài á,
Ngay cả đứa trẻ nó còn quý nữa chứ đừng nói tới bà già. Bất cứ ai nhìn Đức Phật Di Lặc là đều hoan hỷ. Cho nên rằng hình ảnh Đức Phật Di Lặc, đạo Phật luôn lấy là ngày mùng 1 là vía của Đức Phật Di Lặc để nhắc nhở cho tất cả Phật tử đi chùa đầu tiên là nhìn Phật Di Lặc trước. Nhìn Phật Di Lặc, lễ Phật Di Lặc để phát nguyện làm sao phải học được cái hạnh Di Lặc, để một năm trời chúng ta phải hoan hỷ như Ngài thì mới gọi là đi chùa ngày mùng 1 Tết chứ. Lễ Phật là phải như vậy, chứ không phải lễ Phật để cầu xin cho mình đi tươi về tốt, đi nụ về hoa, đi một về mười, đâu phải kiểu đó. Cho nên cái đi chùa Tết, bữa nào gần Tết tôi nói dịu Tết sao. Nhưng mà Tết này tôi đi châu Âu rồi. Cho nên đây các vị sẽ thấy á, nếu chúng ta biết cách cúng dường Tam Bảo theo cái bản chất của đạo Phật Mua Dạy thật sự của chúng ta, điểm đến cuối cùng á là chúng ta phải tu để tạo được cái đức của chúng ta qua cái quá trình tu tập, chứ không phải là quá trình thực hiện cúng dường như là chúng ta đã từng làm. Cho nên ở đây một người Phật tử chúng ta phải có mang hai trách nhiệm cúng dường Tam Bảo: một là hình thức, hai là bản chất. Chúng ta phải đi đôi, hình thức là tạo cái phước và bản chất là tạo cái đức. Cho nên chúng ta phải nhớ hai cái này quan tâm. Khi chúng ta cúng dường Tam Bảo hoặc là chúng ta lễ bái Phật thì đó là cúng dường Phật Bảo. Cúng dường là gì? Là chúng ta mang cái tâm thành kính dâng lên Ngài những cái lễ lạy bằng cái tâm thanh tịnh đó. Đó là chúng ta có phước. Mà chúng ta lễ Phật và chúng ta cúng dường Phật như vậy rồi á, hoặc là chúng ta dâng cành hoa lên cho Đức Phật bằng cái hình thức này biểu hiện cái tâm thanh tịnh của chúng ta đối với Đức Phật. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là phải phát nguyện trước Phật luôn tu theo Ngài để tìm được Phật tánh sẵn có trong người chúng ta. Đó là cấp độ thứ hai nữa. Thì như thế thì cái cách lạy Phật chúng ta có phước và có đức nữa. Thế nên cái cách tu của chúng ta làm sao phải hơn người không biết tu tập, hơn người không học đạo, thì chúng ta mới gọi là đệ tử Phật được, mới là rường cột của Phật Pháp chứ, mới là cái nền tảng của ngôi nhà. Chúng ta là cái nền nhà, các thầy, các sư cô là cái cột nhà và cái tường kết nối với nhau để dựng lại một mái nhà của Phật giáo. Cho nên tăng ni và Phật tử đều phải gắn kết với nhau, hòa hợp trong một cái thanh tịnh. Phật dạy rõ ràng. Cho nên tăng ni mà hợp nhau đừng có mà không hòa hợp. Mà nếu hòa hợp phải thanh tịnh. Chúng tôi hòa hợp là khi mình thích đó, thì mình thanh tịnh, mà không thích thì chúng ta lại không thanh tịnh thì nó không tốt cho chúng ta. À đây có cái cô muốn hỏi cái phước và cái đức. Thật ra thì người có phước á, thì chúng ta sẽ sống sau này, chúng ta mà tu phước thì chúng ta có được cuộc sống đầy đủ sung túc, phải không ạ? À, an lạc tự tại, nhưng mà vẫn không thoát được cái cực khổ của thế gian, gọi là cái phước. Giống như chư thiên vậy đó, chúng ta tu như thế là nhân thừa thiên thừa, mà chúng ta tu phước á thì chúng ta cũng lên cõi trời, nhưng mà giống như cái kiểu của các vị chư thiên hưởng phước hết phước xuống cuộc đời này. Nhưng mà ở đây đạo Phật của chúng ta cái đức là nó khác nhau. Cái đức là chúng ta đó không có phải hưởng phước, mà cái đức này là nó có quá trình tu tập cải tạo, xây dựng tư tưởng từ xấu trở nên tốt đẹp ở trong cái tính cách của chúng ta. Khi phiền não không còn thì tuệ phát sáng. Như thế cái đức chúng ta có. Người có đức là mặc sức mà ăn. Có nghĩa là ý muốn nói rằng người có đức đi đến đâu nó tỏa sáng ra, lợi cho mình, lợi cho người khác. Giống như cục 500 vậy đó, đi đến đâu kim loại đều hút cả. Cho nên các vị thấy những người có phúc có đức á, đi đến đâu Phật tử đều hướng về. Nếu như á, làm một việc Phật sự gì đều có những người Bồ Tát hỗ trợ hết. Như thế gọi là người có đức, bởi vì họ có chất tu, họ có sửa đổi tính nết, họ sống trong cái sự thanh tịnh tâm. Thì như vậy thì ma chướng cũng không hại được, những cái duyên nghiệp xấu xa cỡ nào cũng không hại được. Cho nên Đức Phật chúng ta đã thành Phật, không ai là hại chết Ngài hết.
Cho dù đề bà Đạt Đa ghét hại Phật cỡ nào chăng nữa, cho dù có cái nghiệp duyên với lại đề bà Đạt Đa để trả, nhưng mà cũng không thể hại Ngài chết được, bởi vì cái đức Ngài lớn. Cho cái đức này là do cái sự dụng tông tu tập của chúng ta mỗi ngày, đức nó mới sáng. Mà đức nó cao như thế thì nó tỏa ra giống như là cái từ trường, sức hút rất là mạnh. Giống như cái hoa đó, bông hoa có hương và có sắc, ông bướm tự nhiên là đậu thôi. Đó là vậy, cái sắc giống như cái phước. Người có phước á, thì cái tướng hảo đoan trang, đúng không? Người vô phước thì tướng không hảo. Nhưng mà cái người á, có đức á, nó là khác nữa. Người có đức cho dù xấu chăng nữa người ta cũng vẫn đến. Người có phước mà không có đức á, thì á, rào bán cỡ nào người ta cũng không tới với mình hết. Sự thật là như vậy. Cho nên các vị thấy ngoài đời người ta trao chuốt và nhiều, phải không ạ? Chỉ có một đối tượng theo thôi. Nhưng các thầy mà tu đúng mức, các thầy đâu có trao chuốt gì đâu. Tóc còn không có nữa mà. Nhưng mà tại sao á, thuyết phục được già trẻ bé lớn hướng về, người ta theo mình. Bởi vì theo cái đức chứ theo cái gì. Cho nên cái nội lực tu chúng ta phải có. Cho nên người tu của chúng ta, nếu Phật tử chúng ta mà đặc biệt giới trẻ đó, các vị phải nhớ rằng đừng bao giờ ra đời muốn người ta phải theo mình. Chỉ cần mình phải nỗ lực trang nghiêm cái đạo hạnh của chúng ta. Hòa Thượng Tiện Hoa thường nói phải không? Tu học sợ mình không đạo đức, đừng lo thiên hạ chẳng biết ta. Tuổi trẻ mà trước khi ra đời phải tu niệm như thế nào để vung bồi tài đức song toàn. Giống như mình trang bị chúng ta có hương và có sắc. Khi ra đời tự động người ta đến với mình, mắc cái chứng gì phải đi tìm chứ, chấm mệt đấy. Đó là sự thật. Cho nên hễ hữu duyên là nó có, hết duyên là nó tan. Sống lẽ đời nó như thế. Cho nên làm sao một bước chân của chúng ta đi với cái tài, cái đức chúng ta có, một bước chân chúng ta đi giống như hoa sen tỏa ngát hương thơm vậy. Bao nhiêu người mến mộ. Nó sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta con Phật, chúng ta phải học theo Phật. Tại sao Đức Phật chúng ta hiện hữu chỉ 80 năm trên cuộc đời, nhưng Ngài đã vắng bóng 25 thế kỷ mà bà cả thế giới tôn thờ và kính ngưỡng, lúc nào cũng là quay về để nương tựa. Lời dạy của Ngài xuất phát từ trí tuệ, cho nên không bao giờ hủy hoại theo thời gian và năm tháng. Khoa học xã hội càng lên cao bao nhiêu, giáo lý Phật càng phù hợp bấy nhiêu. Như thế là bởi vì lời nói, lời dạy của Đức Phật là xuất phát từ trí tuệ, chứ không phải bằng cái kiến thức bình thường được. Cho nên chúng ta tu và học như thế nào, phải đạt được trí tuệ, thì như vậy chúng ta mới gọi là thật sự cúng dường Phật bảo. Chúng ta tu như thế nào để mà kiểm soát tất cả những hành vi xấu của chúng ta, mà sống trong cái sự thanh tịnh, như vậy thì chúng ta đã cúng dường Pháp bảo. Chúng ta tu như thế nào để chúng ta đi đến đâu mang cái tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong cái sự thanh tịnh, như thế thì chúng ta đã cúng dường Tăng Bảo. Những người mà tu như vậy đó, cúng dường Tam Bảo bởi những cái ý mà Đức Phật đã chỉ dạy đúng mức á, tự nhiên chúng ta tỏa sáng. Sự thật là như vậy thôi. Cho nên cái phước, cái đức là chị đã nắm rồi. Phước là những cái việc làm thiện cho những người khác, cho xã hội, cho đất nước, cho tất cả mọi người, đó là phước thôi. Đức có nghĩa là chúng ta phải quay về chính mình, sửa những cái thói hư tật xấu, trở nên thuần tịnh thì cái đức chúng ta mới phát sáng. Cho nên tu hành á, người tu á, chúng ta có đức hay không là do họ có tu hay không thôi. Còn học thì đâu phải học mới gọi là có ấy đâu. Giống như tôi nói với các vị là tiến sĩ như tôi mà nói trí thức thì chưa chắc đâu. Ra đời mà đi mua hàng quá thôi bị người ta lừa thì làm sao gọi là trí thức nữa. Nhưng mà người có đức á, đi đến đâu mua hàng người ta nhìn, người ta bị tỏa sáng hấp dẫn bởi cái đức của mình á, người ta không dám nói thách. Nó sự thật, nó ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ở đây chúng ta áp dụng cái phúc đức này ra đời, chúng ta làm việc cũng vậy. Nếu chúng ta
có cái sự hòa hợp thanh tịnh, thì đi đến đâu người ghét mình cũng vẫn làm cho người ta quý mình, do mình đó. Ở ngoài đời là ma cũ ăn hiếp ma mới. Chúng ta đi làm công cho người ta, mà nếu chúng ta không có sự khoan dung, thông cảm, ai cũng miếng cơm manh áo, thì chúng ta lẽ đâu chúng ta hại người ta. Có cái tâm như thế, cái đức chúng ta tỏ, tự nhiên người ta mình tiếp xúc, người có bao nhiêu đồng nghiệp chúng ta quý mình. Nó sự thật. Cho nên chúng ta phải làm sao á, hòa nhập trong cuộc đời, nhưng không hòa tan mới làm tỏa sáng cho cuộc đời được. Còn nếu chúng ta đi vào đời mà chúng ta bị ô nhiễm bởi đời, hòa nhập tới đâu là hòa tan tới đó, như thế thì chúng ta chẳng tỏa sáng được mà u tối không à. Chúng ta quay trở lại chính chúng ta đi. Chúng ta tu được bao nhiêu lâu? Mỗi ngày chúng ta có được cái sự an lạc trong nội tâm hay không? Nếu có nghĩa là chúng ta đã tiến bộ. Nếu không có là chúng ta đã bị thụt lùi. Đừng bao giờ để một cái niệm buồn phiền, đau khổ để trong lòng quá lâu, dẹp tan nó đi. Lễ cái tâm hoan hỷ hướng về Phật Pháp, chứa đựng những cái cần đang chứa đựng. Như thế thì mặt mình nó mới tươi như hoa được chứ. Chứ buồn phiền nhiều, nói thật với các cô bác, nhìn mặt là mất sổ gạo rồi. Sáng mùng 1 ra người ta ế, ế sưng ế xỉa không được. Thấy không ạ? Chúng ta học làm sao mà mùng 1 á, chúng ta tươi bao nhiêu thì cả năm cả tháng mỗi ngày chúng ta cũng giống như ngày mùng 1. Như thế mới gọi là người biết tu, biết nhìn được cuộc đời thật sự. Cho nên các tổ sư á, nói rằng là tứ quý trường xuân lạc thọ hòa. Bốn mùa, mùa nào cũng là mùa xuân hết á. Tự chúng ta phân biệt xuân hạ thu đông. Nhưng mà ý các cụ muốn nói thì nếu tâm mình hoan hỷ giải thoát thanh tịnh á, mùa nào chúng ta cũng cảm thấy như mùa xuân. Tự mùa xuân mang lại cái niềm vui mà. Thì bây giờ chúng ta cũng tập đi. Mùng 1 thì ai buồn cỡ nào cũng phải tươi rồi, phải không? Chúng tôi xui cả năm sao? Chứ giận ai cũng vậy, cũng không bao giờ dám gây lộn ngày mùng 1 cả. Nên ai cũng tôn vinh cái vấn đề may mắn, tươi vui an lạc. Như thế bây giờ chúng ta muốn như thế thì đâu phải chỉ là mùng 1 thôi. Nếu chúng ta tu niệm, chúng ta ngày nào cũng là ngày mùng 1 Tết cả, thì bảo đảm các vị có gì đâu buồn. Ai biểu chúng ta đếm từ mùng 1 cho tới mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5. Thì thậm chí chớ đi gì mùng 5, 14, 23, chớ đi mùng 7, chớ về mùng gì không biết. Trời đất ơi, lỡ hòa thượng ở đây người ta thỉnh cụ đi ngay ngày mùng 7, mùng 3 làm sao? Nếu hòa thượng mà kiên cử làm sao độ sanh được? Đúng mà. Tôi á, vừa rồi tam tai của tôi năm Dần là năm Kỵ của tôi đi tứ tung hết trơn. Bị là bị nhưng mà không bị ảnh hưởng. Cũng đụng xe mà tôi đâu bị gì đâu. Xe là của người ta hư chứ không phải tôi hư. Nó cũng có nhưng mà nó không ảnh hưởng chúng ta. Cho nên chúng ta đừng bị cái số phận chúng ta bị đè nén chúng ta. Nếu mỗi ngày chúng ta có tu á, là số phận sẽ đổi thay. Cho dù ở ngoài đời á, dép có số, quần áo có số, nhưng mà chúng ta lỡ mang cái số rộng, chúng ta sửa chữa được mà. Quần áo rộng sửa lại thành vừa vặn được mà, huống hồ chi. Cho nên con người sẽ thay đổi tất cả, chứ không phải ông trời nào cả. Đừng chấp nhận sống theo số phận của chúng ta, mà chúng ta phải tự tìm một cái lối thoát nếu như số phận đó bất lợi cho chúng ta. Như vậy mới gọi là tu chứ. Cuộc đời phải nhìn tích cực, mặc dù là nó rối một cuộn tơ giò một nùi như thế, nhưng chúng ta tin rằng chúng ta sẽ phá tung được nếu như bằng cái sự thanh tịnh, bình tĩnh, tìm được cái đầu mối là nó sẽ phá tung cái cuộn tơ giò đó ra. Bởi vì chúng ta vào đời nhanh quá, ham quá, thích quá, rồi sáng suốt quá đi, cho nên đụng tới đâu khổ tới đó. Chứ nếu mà đi từ từ như Đức Phật như thế thì chậm mà chắc thì làm sao được, đúng không? Cho nên hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các vị về cái ý nghĩa cúng dường tam bảo đó, để chúng ta thấy được hai vế, một vế hình tướng, một vế bản thể, một cái cấp độ thấp, một cái cấp độ cần phải nâng lên. Để mà chúng ta phải hòa hợp phước và đức đi đôi, mới gọi là một cái đôi chân vững chắc cho những người nào đi tầm đạo giải thoát của đạo Phật của chúng ta. Chúc các vị luôn suy nghĩ kỹ để bắt đầu thực hiện cái công việc cúng dường tam bảo đúng như pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, để làm sao gặp nhau nở một nụ cười hoan hỷ, đầy trí tuệ và an lạc, đẹp nhau với một cái tinh thần hòa hợp thanh tịnh. Như thế thì tất cả những cái việc đó chúng ta luôn cúng dường tam bảo.
đi đến đâu phước tràn trề tới đó. Chúc các vị luôn đạt được cái sở nguyện trên con đường tu học giải thoát giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở